Tin được không? Có cả laptop gaming vừa mạnh, đã vậy là còn mỏng nhẹ. Và đó chính là Lenovo Legion 5 Slim 7, một chiếc laptop quốc dân. Ngày hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu xem chiếc laptop này có gì đặc biệt nhé. Bắt đầu thôi. Và thật mà nói thì mình cũng đã từng được có cơ hội trải nghiệm qua một vài chiếc laptop. Thì mình thấy điểm chung của những dòng laptop gaming chính là hiệu năng rất là mạnh, nhưng mà cái khối lượng cũng như kích thước nó cũng rất là lớn, và khiến cho một vài anh em trong cái quá trình sử dụng mà mang đi mang lại phải gọi là đau hết cả vai luôn. Nhưng mà với chiếc laptop này thì anh em yên tâm, một vấn đề đấy sẽ rất ít khi xảy ra, bởi vì khối lượng của nó sẽ rất là nhẹ. Em nó sẽ có khối lượng chỉ đâu đấy khoảng tầm trên 2 cân, 2,5 cân thôi, tính cả sạc rồi mới chỉ tầm hơn 2 cân thôi, nên anh em yên tâm trong cái quá trình chúng ta mang đi mang lại sẽ rất là tiện lợi nhá. Em nó thì được bao phủ hoàn toàn bằng một cái màu đen, nhìn cực kỳ là sang trọng và lịch lãm đúng không nào? Nó không được hầm hố như một vài cái mẫu gaming mà anh em thường thấy. Nhưng mà với những anh em con trai nhá, dựa trên cái góc độ của những bạn nam thì mình vẫn thấy rằng là đây là một cái thiết kế nó khá là an toàn cho cái quá trình chúng ta sử dụng và làm việc đúng không nào? Bên cạnh đó thì em nó được làm hoàn toàn bằng chất liệu chính là kim loại. Cái chất liệu này thì anh em yên tâm bởi nó sẽ rất là cứng cáp, rất là chắc chắn. Tuy nhiên thì anh em cũng biết rồi đấy, chất liệu kim loại thì đặc tính của nó chính là dẫn nhiệt rất là tốt, nên là trong quá trình chúng ta sử dụng thì máy sẽ bị nóng rất là nhanh, nên anh em cũng cần phải để ý, chú ý để mà sử dụng em nó một cách thuận tiện nhất, cũng như là trang bị thêm một vài cái như kiểu là giá để laptop cho nó đảm bảo hơn, cũng như là bảo vệ cho cái tuổi thọ của chiếc laptop của mình đúng không nào. Về cơ bản thì mình thấy tổng quan thiết kế của chiếc laptop này mình đánh giá tầm 9 trên 10 điểm rồi, bởi vì thứ nhất là vẫn đảm bảo được cái mức hiệu năng, mà cái độ mỏng nhẹ của em nó vẫn có, mà cái độ sang trọng và lịch lãm và hầm hố của một chiếc laptop gaming thì nó vẫn đảm bảo được cho anh em nhé. Thứ hai, chúng ta sẽ điểm qua một chút về phần bản lề. Bản lề của chiếc laptop này là bản lề 180 độ. Bản lề này thì sẽ giúp cho anh em có thể dễ dàng chia sẻ thông tin với người đối diện dễ dàng hơn rất là nhiều trong cái quá trình chúng ta sử dụng đúng không nào, cũng như là trong cái quá trình chúng ta mở ra mở vào, mình gập ra gập vào nhé, đem lại cho mình một cái trải nghiệm nó rất là chắc chắn. Độ flex của chiếc laptop này mình thấy là gần như là bằng không luôn, nó rất là ít cái độ flex ấy, nên là anh em yên tâm trong cái quá trình chúng ta sử dụng mà khỏi cần phải lo về cái tình trạng flex của chiếc laptop nhé. Thứ ba, chúng ta sẽ điểm qua một chút về số lượng cổng kết nối. Số lượng cổng kết nối của chiếc laptop này thì mình đánh giá là rất là ổn định, rất là tốt, bởi vì nó rất là đa dạng cổng kết nối, nó không hề bị tù như những dòng laptop gaming khác đâu, nên anh em yên tâm nhé. Thứ nhất chính là về số lượng cổng kết nối thì nó lại được trang bị ở mặt trước như thế này, thì rất là tiện lợi trong quá trình chúng ta kết nối với những thiết bị ngoại vi đúng không nào. Ở đây thì chúng ta mình điểm sơ sơ cũng sẽ có 3 cổng USB-A, một cổng HDMI và một cái giắc nguồn ở chỗ này, rất là tiện lợi đúng không nào. Và sang bên trái thì chúng ta sẽ có 2 cổng USB, hai cổng này là 2 cổng Type-C. Cổng Type-C này còn có trang bị thêm cả Thunderbolt 4, rất là tiện lợi đúng không nào. Còn bên phải thì chúng ta sẽ có một cái đầu đọc thẻ SD này, một cái gạt cam. Cái gạt cam này rất là tiện lợi nha. Thật sự mình thấy là trong cái quá trình mình sử dụng ấy, ví dụ như là mình không muốn bật cam lên thì mình hoàn toàn có thể sử dụng cái gạt cam này, tiện đúng không nào. Còn ở đây thì sẽ có một cái jack tai nghe 3.5 inch. Thật sự mà nói thì với số lượng cổng kết nối như thế này thì nó có thể đáp ứng được gần như hết tất cả những cái nhu cầu kết nối với những thiết bị ngoại vi của mình rồi, nên mình đánh giá là phải gọi là 10 trên 10 đúng không nào. Về cơ bản thì mình đánh giá là chiếc laptop này về tổng quan thiết kế nó vẫn đem lại cho mình một cái trải nghiệm nó rất là ổn định, rất là tốt. Còn về cái số lượng quạt tản nhiệt thì sao? Ở dưới đây thì cái hệ thống tản nhiệt của em nó mình thấy nó được thiết kế về cơ bản cũng khá là hầm hố đúng không nào. Sẽ có 2 cái quạt tản nhiệt được đặt ở hai bên như thế này. Còn về cái khe tản nhiệt thì ở đây sẽ có 2 khe này. Ở bên đây cũng sẽ có các cái khe tản nhiệt giúp cho cái hệ thống tản nhiệt laptop này diễn ra một cách tiện lợi nhất. Chúng ta sẽ điểm qua một chút về mặt màn hình của chiếc laptop này nhá. Màn hình của một chiếc máy gaming thì theo anh em thì cần phải dựa trên những tiêu chí gì để đánh giá? Nhưng mà anh em yên tâm, bởi vì so dù có dùng tiêu chí gì để đánh giá thì chiếc laptop này, cái màn hình này vẫn có thể đáp ứng tất cả. Thứ nhất đó là kích thước. Em nó sở hữu cho mình kích thước 16 inch, độ phân giải lên tới 2K. Và độ phủ màu của em nó lên tới 100% sRGB cơ. Tần số quét thì là 165Hz. Nên là những anh em nào mà làm thiết kế đồ họa này hoặc là chơi game trên chiếc laptop này gọi là bao phê bao sướng luôn, siêu xịn sò nhá. Em nó thì còn có chứng chỉ VESA HDR và độ sáng của em nó lên tới 500 nits. Trời ơi, với một cái chứng chỉ VESA này cũng như cái độ sáng như này thì chất lượng hiển thị của chiếc laptop này phải gọi là không điểm nào để chê luôn. Nên anh em hoàn toàn là yên tâm sử dụng chiếc laptop này thoải con gà mái luôn nhá. Ở trên đây thì sẽ có một cái tấm kính này là gọi là Gorilla Glass.
Cái tấm kính này sẽ giúp cho anh em có thể chống lóa cũng như là chống bị bám bụi, bám vân tay trên chiếc laptop này. À, tí nữa thì mình quên không nói với anh em, đó chính là ở trên đây còn được trang bị thêm một cụm camera với độ phân giải chỉ dừng lại ở Full HD thôi, nhưng mà anh em yên tâm bởi vì nó có thể đáp ứng được cho anh em gần như tất cả những cái tác vụ liên quan đến nghe gọi thông thường, có video với người yêu này, hoặc là Google Meet với đồng nghiệp, phải con gà mái luôn nhá. Xuống một chút thì chúng ta sẽ có phần bàn phím và touchpad. Bàn phím ở đây chính là bàn phím full size. Ở trên đây sẽ có cả một cái bàn phím phụ số nữa, rất là tiện lợi trong cái quá trình chúng ta sử dụng và trong cái quá trình mà mình làm việc, mình có trải nghiệm nhá. Theo cái cảm quan cũng như theo cái cảm nhận của mình trong cái quá trình sử dụng thì cái hành trình phím nó cũng rất là sâu. Kích thước phím thì cũng vừa phải, phù hợp với gần như là tất cả các kích thước tay rồi, nên em yên tâm bởi vì sử dụng nó cũng rất là tiện lợi. Ở trên đây còn có cả LED phím nữa, nên là những anh em nào mà làm việc trong những môi trường thiếu sáng, em nào vẫn có thể đáp ứng gần như tất cả mọi tác vụ mà chúng ta mong muốn. Còn xuống một chút thì chúng ta sẽ có phần touchpad. Touchpad của chiếc laptop này thì mình thấy nó cũng rất là to, kích thước nó rộng vừa phải, phù hợp với gần như là tất cả các kích thước tay của mọi người, từ nam nữ, già trẻ, gái trai, đúng không nào? Tuy nhiên thì mình thấy có một điểm rất là trừ và một điểm mà mình thấy rất là không ưng ý, đó chính là cái phần touchpad nó lại được thiết kế lùi sang bên trái. Mà thông thường thì với đa số người Việt thì sẽ thuận tay phải nhiều hơn, nên khi mà cái touchpad được lùi sang bên trái thì nó sẽ hơi bất tiện trong quá trình mình sử dụng một chút. Tuy nhiên thì cũng nói qua về nói lại, nó là ở phần cái các cái nút điều hướng ở đây thì nó cũng đã được thiết kế lùi sang bên phải rồi, nên là việc mà chúng ta phù hợp trong cái quá trình chúng ta chơi game thì cái touchpad nó được lùi sang bên trái thì cũng là một cái điều hiển nhiên mà chúng ta có thể là tạm thời là châm trước, đúng không nào? Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mặt hiệu năng của chiếc laptop này nhá. Với những dòng laptop gaming thì chắc hẳn anh em nào cũng sẽ quan tâm đến hiệu năng của nó, xem chơi game có mượt không, đúng không nào? Thì câu trả lời dành cho anh em đó, anh em bị hoàn toàn yên tâm bởi vì chiếc laptop này có một cái mức hiệu năng mà mình đánh giá rất chi là ổn định khi mà sở hữu cho mình con chip Intel Core i5-12500H và card RTX 3050 Ti, một trong những cái card đồ họa mà mình đánh giá là cũng khá là ổn định trong cái quá trình chúng ta sử dụng trong chơi game. Và em nói thì sẽ có 16GB RAM và 512GB SSD thì tha hồ mà lưu trữ cũng như là tiện lợi trong quá trình chúng ta sử dụng rồi. Mình thì cũng có test qua trên một vài ứng dụng cơ bản như ở Cinebench thì em nói cho ra những cái thông số cũng rất là cao và cái mức hiệu năng mình thấy khá là ấn tượng, cả về điểm đơn nhân và cái điểm đa nhân thì mình đánh giá cũng rất là ổn định, mình có thể để ở đây cho anh em tham khảo nhá. Bên cạnh đó thì mình cũng có test qua một vài những cái tựa game nhẹ nhẹ thôi như kiểu là Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA Online 4 thì em nó vẫn cho ra một cái mức mà mình đánh giá là siêu mượt mượt luôn, gần như cái độ trễ trên chiếc laptop này nó bằng không luôn anh em ạ. Mức FPS thì nó luôn dao động từ 190 cho đến hơn 200 cơ, nên anh em hoàn toàn là sử dụng em nó thoải con gà mái luôn. Và mình thì cũng có nhờ người anh em của mình test qua một chút về một vài những cái tựa game nặng hơn một tí thì em nó vẫn có thể đáp ứng được rất là chi là mượt mà. Tuy nhiên thì quạt nó chạy phải gọi là vù vù như là cái máy cày và đem lại cho mình một cái phải gọi là nóng nóng, cái máy nó nóng rất là nhanh, mình sờ vào mình đã cảm thấy được cái độ nóng của em nó rồi. Nên anh em có thể là cân nhắc làm sao cho để sử dụng sao cho nó hợp lý trong quá trình chúng ta sử dụng cũng như là làm việc và học tập cũng như là chơi game anh em nhé. Ở trên chiếc laptop này thì có 3 chế độ. Thứ nhất là performance, thứ hai chính là quiet và thứ ba là auto. Anh em có thể là điều chỉnh cách rất là dễ dàng thông qua cái nút đó là function Q để cho em nó có thể điều chỉnh cũng như là phù hợp nhất với cả cái nhu cầu và mục đích sử dụng của anh em. Tuy nhiên về chiếc laptop này nhá, điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất lại nằm ở thời lượng pin. Em nó sở hữu cho mình một viên pin rơi vào tầm 99,99 Wh. Thời lượng pin như thế này là thời lượng pin phải gọi là mắc rồi ấy, mà thông thường với những dòng laptop gaming khác mình chỉ thấy rằng là thời lượng pin nó thấp hơn rất là nhiều. Chính vì vậy là thời lượng pin của chiếc laptop này nó rơi vào khoảng tầm từ 7 cho đến 8 tiếng, thậm chí lên đến 9 tiếng với những cái tác vụ cơ bản văn phòng thông thường. Còn với những cái tác vụ nặng hơn một chút, ví dụ như là render video, Photoshop hoặc là chơi game thì mình thấy rằng là nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 4 cho đến 5 tiếng, thậm chí là đôi khi lên tới tầm 6 tiếng cơ. Nên anh em hoàn toàn là yên tâm, cũng như anh em cũng cần phải cân nhắc để mà sạc pin kịp thời, bổ sung năng lượng cho em nó phải gọi là phù hợp, đúng không nào? Về cơ bản thì cái thời lượng pin như này mình đánh giá là rất ấn tượng trong những dòng laptop gaming hiện nay, đúng không nào? Và đó chính là về thời lượng pin. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về âm thanh cũng như là loa của chiếc laptop này nhá. Loa của em nó đúng là nhìn nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà kêu cũng hơi to đấy. Loa của em nó rất là to, tuy nhiên thì nó cũng có một cái độ vang nhất định rồi. Nhưng mà mình đánh giá là cái thanh pass của em nó ấy, thì nó lại không được như những gì mình mong đợi cho lắm. Vì có độ hay thì chắc nó cũng phải tùy thuộc vào tai nghe của trải nghiệm của từng người. Nhưng mà với cá nhân mình là con gái nhá, thì mình lại đánh giá nó vẫn chưa phải gọi là quá hay đâu. Nên anh em cũng gọi là cứ sử dụng và cho chúng mình biết
trải nghiệm nhé. Và đó chính là những thông tin cơ bản về chiếc laptop Lenovo Legion 5 Slim 7, một trong những chiếc laptop gaming phải gọi là quốc dân hiện nay rồi đúng không nào? Và nếu như anh em có thắc mắc cũng như là còn những cái thắc mắc gì thì anh em có thể để lại dưới phần comment, chúng mình sẽ kịp thời giải đáp cho anh em nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của Nguyễn Đức Laptop.